Nam mô Bổn Sư buổi trước chúng ta học xong 12 tâm bất thiện lục giới đúng không? Chúng ta về chúng ta có cân đo đong đếm xem mà mình chúng ta học cái tâm bất thiện này để chúng ta thấy cái chi tiết cái diễn biến của nó để chúng ta cân đo đong đếm xem là mình có cái gì phạm nó không, như là cảm ít cảm nhiều. Phạm phạm nhiều thì ăn nhiều, phạm ít thì ăn ít. Dạ. Không phạm phải ăn. Đúng rồi, không phạm thì chúng ta ăn cái khác. Nó cũng là thức ăn thôi. Thì không phạm thì chúng ta ăn cái đồ ăn tốt đẹp hơn. Thì chúng ta về chúng ta cần đo đong đếm xem là chúng ta thấy là cái trong chúng ta cái thiện nhiều hay là cái bất thiện nhiều. Đang bất thiện. Và đáng tiếc là trong video diệu pháp chúng ta thấy là thông qua các biểu đồ như lần trước chúng ta thấy là nói là những cái anh thiện, những cái anh tốt đẹp nhiều mà chúng ta thấy là chúng ta không khơi nó đại được, nhưng mà có anh bất thiện thì chúng ta thấy có 12 thôi mà nó làm khuấy đảo mọi thứ trong cái cuộc sống của chúng ta. Đúng không? Nó có 12 là 12 anh thôi mà nó làm náo loạn lên. Mà chúng ta thấy 12 lần trước sở dĩ chúng ta học những cái tâm bất thiện này để chúng ta thấy rõ rằng là những cái gì nó khiến chúng ta đưa vào bất thiện và nó có cái nguyên nhân như thế nào. Như lần trước chúng ta học đó thì mấu chốt của nó chính là tham sân si, và chúng ta đi vào cái căn cứ của tham đó. Chúng ta còn nhớ ví dụ là nó liên hợp với cảm thọ này. Cuộc sống chúng ta là tất cả là cái cảm thọ mà thôi, thì chúng ta có hoan hỷ với nó hay không, hay là không hoan hỷ, hoặc là chúng ta có tà kiến hay là chúng ta không có tà kiến, chúng ta cái nữa là chúng ta có tương ưng với tà kiến hay không có tà kiến, hoặc là chúng ta có bị xúi dục hay không xúi dục thôi. Thì chúng ta cứ từ ba cái căn này chúng ta cân đo đong đếm xem là nặng hay nhẹ đó. Thì từ từ chúng ta rút nặng quá thì chúng ta tập từ từ, chúng ta rút bớt nó xuống, nhẹ quá thì chúng ta cũng đừng có vội mừng mà bỏ qua, bởi vì nó nhẹ nhẹ, nó gom gom lại thôi. Nhưng mà nó như cái lần trước cái tờ mà chúng ta có đưa nhưng mà chưa có kịp đưa ra cái biểu đồ số 4 á, nó dù nặng hay dù nhẹ nhưng mà nó cũng đưa chúng ta đến 10 cái ác nghiệp này. Cái biểu đồ này thì nó cũng không có quá khó, chúng ta thấy là nó liên hệ với lại 10 cái nghiệp bất thiện thôi. 12 cái tâm bất thiện này nó đưa cho chúng ta tới 10 cái nghiệp bất thiện của thân khẩu ý. Và chúng ta thấy rõ ràng là si thì nó chi phối tất cả mọi thứ rồi. Và tâm sân thì nó liên hệ với nghiệp nào, tâm tham thì nó liên hệ với những cái nghiệp nào. Thì cái này mà chúng ta tự đọc ra. Tất nhiên đấy là cái này chia ra cho vui, và tức là nó là cái hướng chủ đạo của nó là như thế thôi. Ví dụ như là chúng ta giết người thì động cơ thường thường nó là tâm sân là chủ đạo. Tất nhiên là nó có si và tất nhiên nó cũng có thể có tham, nhưng mà chúng ta nói đến là cái anh chủ đạo này chúng ta thấy rõ thôi. Thì
thì chúng ta thấy là nó dù to hay dù nhỏ, dù nặng hay dù nhẹ thì nó đưa đến 10 cái nghiệp bất thiện này, và 10 cái nghiệp thiện bất thiện này nó đưa chúng ta đến, lần trước chúng ta thấy là có 4 cảnh khổ này trong tam giới đó, 4 cảnh khổ trong lục giới này, rồi 7 cảnh vui, vui hơn thôi chứ còn nói cũng phải vui trong lục giới, rồi 16 trong sắc giới, và bao nhiêu nè, trong vô sắc giới có 4, vô sắc giới mà chúng ta thấy là có 31 tất cả chúng ta cộng vào, đúng không? 4 là 20, 20, 11 là 31, 4 cảnh khổ trong đây, cái này là 11 này. 11 trong ngục giới thì chúng ta thấy là 10 cái nghiệp bất thiện này nó liên hệ đến 3 căn tham sân si, rồi nó có 12 cái tâm bất thiện thôi. Tâm bất thiện thì chỉ có 12, rất là ít. Cảnh giới, cảnh khổ thì có 4 thôi, nhưng nó rất là ít so với những cái cảnh tốt đẹp này. Đây là cái cảnh còn sinh tử đó, chứ chưa nói đến cái cảnh mà siêu thế. Siêu thế còn nhiều nữa, chúng ta thấy là cái con đường tốt đẹp nó thanh thang rộng mở, nhưng mà chúng ta không có thích đi. Và chúng ta thích đi vào bốn cái cảnh này nó vui hơn. Và cho nên là thiền sư Nhất Hạnh có nói câu gì, cái gì ma đưa lối quỷ dẫn đàn á, là tìm những chốn đoạn tràng mà đi, xong rồi chúng ta có cái câu ngược lại là gì, Phật đưa lối tăng thân dẫn đàn, lại tìm những chốn an nhàn mà đi. Thì chúng ta thấy là nhờ phân tích cái tâm 12 cái tâm bất thiện này để chúng ta cân đo đong đếm, nếu như mà cân đo đong đếm là nhẹ như lần trước có nói đó, ví dụ mà chúng ta thấy là cái gì nó hợp tà, cái gì mà nó hợp tà là nó rất là nặng, rồi cái gì mà nó người ta cảm thọ là hoan hỉ, cảm thọ và hỉ là nó cũng rất là nặng, rồi vô trọng. Ba cái căn cứ đó chúng ta thấy là xét những cái hành động của chúng ta, những cái hành động mà nó không có được tốt đẹp đó mà nó rơi vào cái này đó, là chúng ta thấy là chúng ta cần phải cái liều cao rồi đó, thuốc liều cao một chút. Còn nếu mà nó ngược lại ly tà mà nó không có sự hoan hỉ, hoặc là nó có sự trợ giúp đó, thì chúng ta thấy là nó nhẹ nhẹ một chút, thì chúng ta tùy theo phương thức mà chúng ta tu tập mà chữa. Thì đó là sơ qua về 12 cái tâm bất thiện. Hôm nay chúng ta thấy là trong pháp video pháp thì tâm dục giới chúng ta có 54, chứ ta nói về 54 thì chúng ta có 24 cái là tâm tốt, tâm đẹp đấy. Rồi mười tám tâm vô nhân, 12 cái bất thiện. Thì hai ngày chúng ta đã đi xong rồi tâm lục giới 12 cái bất thiện, là chúng ta thấy là nó ít nhất nhưng mà nó nặng nề nhất, là chúng ta đã xử lý xong rồi. Bây giờ là chúng ta sang cái tâm đẹp, cái này bất thiện thì chúng ta thấy biết rõ nó là xấu rồi. 24 tâm đẹp thì biết rõ là nó đẹp, nó tốt rồi. Hôm nay chúng ta học sang 18 tâm vô nhân. Thì anh này xấu, anh này đẹp, anh này gì sao? Tốt, anh là đẹp hay là xấu? Ở giữa. Tâm này là tâm vô nhân, tâm quả đó. Nếu lấy đầy đủ tâm quả vô nhân. Vậy là anh này có tốt đẹp gì hơn anh kia không? Anh kia không? Vô nhân mà không có tâm á? Ủa, cái này là tâm vô nhân mà. Không phải có tâm chứ. Nó có tâm nhưng mà nó không có nhân. Không có nhân ở đây tức là không có cái gì. Cái này là nó là tâm quả vô nhân đó. Nếu mà nói đầy đủ ở đây chúng ta thấy nó là tâm quả vô nhân. Tâm hạ 54 tâm lục giới thì có
24 tâm tình hào, 12 tâm bất thiện và 18 tâm quả vô nhân. Để cuối bài chúng ta thấy rất rõ nó là tâm quả. Mà chúng ta cũng thấy luôn một điều là nhân với quả rất là đồng thời. Hoặc là quá khứ, hiện tại hay là vị lai, không có phân biệt, chúng ta phân biệt ra nó là tương đối mà thôi. Bởi vậy cho nên mới nói là đạo Phật là gì? Không có thời gian. Nói không có thời gian thì không đúng. Một trong những cái tính chất của đạo Phật là gì? Thiết thực hiện đại, vượt thời gian. Nói vượt thời gian đúng không? Vượt qua thời gian tức là gì? Nó thời gian của chúng ta nó là tương đối, nó không có thể đem ra để mà áp dụng vào đạo Phật được. Cho nên là chúng ta thấy là với bài chúng ta thấy là không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai. Chúng ta đang sống hiện tại đây, nhưng mà thực chất chúng ta là quá khứ, mà thực chất là chúng ta cũng đang là tương lai. Chúng ta thấy rất rõ một điểm nữa là chúng ta sinh diệt không ngừng, giống như cái dòng sông nó cứ trôi chảy vào, trôi chảy vào, và thấy rất rõ rằng chúng ta không có một cái ngã cụ thể nào hết. Khi mà đi vào chi tiết của video khác thì chúng ta thấy rõ một cái điều đó hơn, còn học ở trong kia thì chúng ta thấy nó cũng còn mù mờ một chút. Thì quay trở lại thì cái 18 anh vô nhân này là anh có tử tế tốt đẹp gì à? Hơn anh có thiện không? Anh này thì đẹp thì rõ ràng rồi. Đúng rồi, thì chúng ta thấy là nhà đúng rồi, tức là anh này thiện cũng có, bất thiện cũng có luôn, cho nên cũng không tử tế gì. Nói là nguyên nhân nhưng mà cũng không tử tế gì đâu. Tử tế hay không là ăn thua của chúng ta. Cái anh này thì nó rõ nét rồi, còn anh này nhiều khi nó không có rõ lắm ấy. Chúng ta thấy là nó còn khó xử nữa. Cái anh này thấy rõ thì chúng ta còn rè rừng, còn cái anh mà không thấy rõ là chúng ta dễ làm ngơ đó. Nè, thì chúng ta đi vào cái tâm vô nhân. Chúng ta mở cái biểu đồ số 1 á. Về pháp đó, chúng ta thấy là cái tâm lục giới gồm 54, rồi tâm tinh hảo có 24, tâm bất thiện 12 chúng ta học rồi, 18 tâm vô nhân thì chúng ta sẽ có 3 tâm vô nhân này sẽ chia làm chúng ta thấy cái đó chưa? Ở ngay cuối á, 18 tâm vô nhân thì chúng ta sẽ có 15 tâm quả vô nhân, 15 tâm quả vô nhân á. Rồi 3 tâm di tác vô nhân. Di tác là gì chúng ta biết không? Duy tức là chỉ, tác tức là làm. Nó chỉ có cái tức là nó chỉ có làm thôi, mà nó không có phân biệt là thiện là ác gì trong đó. Thế là cái để chúng ta thấy là cái này nó cũng rất là quan trọng. Sở dĩ chúng ta phải học cái tâm vô nhân và có những cái tâm duy giác này đấy. Cái tâm vô nhân khi mà chúng ta học chúng ta mới thấy được là cái mức độ nào chúng ta sẽ tiến tiếp và cái mức độ nào mà chúng ta sẽ ngưng lại. Còn nếu, bởi vì cái dòng tâm thức chúng ta nó xảy ra nó rất là nhanh nên chúng ta không có thể ngưng lại được, chỉ trừ những người có định và những người học vi diệu pháp chúng ta mới biết cái mức độ nào chúng ta ngưng. Nhưng mà không thì chúng ta cứ đi hoài chúng ta không có ngừng lại. Ví dụ chúng ta biết là cái con đường nó đưa đến bốn khổ cảnh, tức là đưa đến đau khổ đó, thì chúng ta níu chặt lại, nó có lôi chúng ta xuống đó thì chúng ta phải níu lại bằng hết sức của mình, níu lại để chúng ta đừng rớt vào đó. Rồi nếu mà chúng ta thấy mà nó thiện á thì chúng ta sao phát triển, đúng không? Chưa chắc. Không đúng thì đúng, đúng với tất cả mọi người bình thường. Còn nếu mà chúng ta mà đúng ấy, là chúng ta
chúng ta thì có thể đúng, nhưng mà với một cái bậc chánh nhân thì không đúng. Bởi vì bậc chánh nhân là chúng ta phải đứng ở giữa, chúng ta phải vượt qua được thiện với bất thiện á, thì thiện với bất thiện thì nó vẫn còn trong cái vòng đối đãi, đúng rồi, còn trong vòng đối đãi. Cho nên nhờ học như vậy chúng ta mới thấy rõ được là cái con đường nào chúng ta đủ khả năng, nhưng mà cái này nói vậy thôi, chúng ta đủ khả năng ấy thì chúng ta mới tránh, chứ còn nếu không thì chúng ta phải đi, phải nhờ cái này ấy thì chúng ta mới đưa được đến con đường này. Thì giống như lần trước có kể cái câu chuyện của Tỳ Kheo Bà Đali ấy, cái câu chuyện mà không biết còn nhớ, tức là ông ấy tu tập rất là giỏi mà ông có đắc quả A-la-hán á, để đi níu theo Đức Phật hỏi là xin Đức Thế Tôn dạy đạo. Chúng ta còn nhớ cái câu chuyện đó chưa kể bao giờ nghe này không? Tức là cái Tỳ Kheo đó tên là Mahadali, sau khi mà ông đi xuất gia thì ông nỗ lực ông tu lắm, nhưng mà ông chỉ đắc được những cái thành quả nhất định thôi, nhưng mà không đắc được quả A La Hán, không liễu sinh thoát tử. Thế là ông đi tu hành thì ai cũng khen là tốt đẹp, tức là giống như cái Tỳ Kheo Kemala, tức là có cái ý tưởng giống như là còn một chút tôi là đó, tức là đắc đến quả A La Hán, nhưng mà không đắc được A La Hán thì ông ấy cũng tự khó chịu với mình, nó bảo mình tu hành như vậy mà sao không đắc được đến quả A La Hán. Thì ông ấy mong chờ có một cái dịp mà Đức Phật sẽ đến viếng thăm cái chú xứ của ông, để ông có thể trực tiếp học với Đức Phật. Thì chỉ có Đức Phật là cái bậc mà thế gian giải có thể đủ cái chi kiến để mà khai mở cái con đường cho ông ấy. Thì cái sự chờ đợi của ông ấy thì cuối cùng cũng được đúng như nguyện vọng, thì Đức Phật đến mừng lắm. Ông bắt đầu ông ấy lên kế hoạch như là làm sao ấy để mà gặp được Đức Phật. Tức là cái truyền thống thì Đức Phật đi khất thực đó, thì cứ mỗi một buổi sáng ngài đi khất thực đó là ngài có một cái tuyến đường cụ thể, tức là ngày nay đi thế này, tiếp theo đi như nào đó. Thì hôm đấy ông ấy canh Đức Phật, tức là đi những cái đoạn đường này, biết là ngày nay Đức Phật sẽ đi vào cái đoạn đường này, đứng ông chờ sẵn đó. Chờ sẵn đó thì Đức Phật vừa đi ngang qua cái là bắt đầu đi đéo theo sau. Ông hỏi đi được vài bước, bắt đầu ông mới bạch Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, xin ngài dừng bước. Thì Đức Thế Tôn nghe cái tiếng động thì ngài mới dừng lại, ngài quay lại thì ngài nói là bà Đà Hà-la-li có cái việc gì vậy? Thì Đức Phật nói rằng là bà Hà-la-li nói rằng là bạch Đức Thế Tôn xin ngài dạy đạo cho con. Thì Đức Phật có dạy không? Vậy nghe rồi chứ. Nghe chưa? Chưa, mà thầy con biết là không nói. Tại sao vậy? Đúng rồi, tức là phi thời đó. Thì Đức Phật nói là có thấy là ta đang đi khất thực không? Cái này là phi thời, không có Như Lai không có thuyết pháp. Thì bây giờ ông ấy chờ khi mà Đức Phật thọ thực xong nghỉ trưa, thì cái thời gian đó là cái thời gian Đức Phật thuyết pháp. Thì ông nghe cũng hợp lý, nhưng mà cũng không có đành lòng. Bây giờ Đức Phật trước mặt rồi mà bỏ qua cơ hội này thì phí quá. Thì ông ấy đi được 5 phút nữa bắt đầu ông lại thưa là Đức Thế Tôn xin ngài dừng bước. Thì Đức Phật cũng dừng lại, Đức Phật nói là cái chuyện gì ở đây? Thì ông nói là tôi xin Đức Phật đấy hoan hỉ mà thuyết pháp cho con, để con tu tập để mà đắc được giải thoát. Thì lần thứ hai cũng đúng như vậy, Đức Phật từ chối. Thì ông năn nỉ lần thứ hai cũng không được. Thì có từ bỏ không? Tiếp tục thì lần thứ ba cũng vậy. Lần thứ ba ông ấy xin Đức Phật dừng chân như vậy. Thì lần thứ ba Đức Phật có trả lời không? Đức Phật nói không. Đức Phật nói là Đức Phật vẫn lặp lại câu hỏi đó, là đang đi khất thực là không có thuyết pháp, chờ đi. Thì bây giờ chúng ta muốn Đức Phật thuyết pháp thì chúng ta phải có cách. Đúng là thông thường đó. Đến lần thứ ba Đức Phật là không có thờ thờ với phi thờ gì hết đó. Đến thờ tức là cái mà ngài nói đó, nhà có ba, tức là chế lý, chế cơ và chế thời. Chế thời mà được ấy cũng không đủ. Nếu mà nó hợp lý hợp cơ là ngài vẫn nói. Thì bây giờ chúng ta thấy là cái lần thứ ba rồi ấy, thì Đức Phật thấy là vẫn không đúng thời thì ngài vẫn từ chối thôi. Vì bây giờ cái vấn đề là chúng ta muốn Đức Phật nói pháp thì chúng ta phải nói sao? Nếu mà Phật tổ thuyết pháp gửi lỡ chút xíu nữa con chết thì sao? Đúng rồi. Thì nhà nói là
Đức Phật cũng trả lời y chang như vậy là chờ đi, thì ông nói là bảy thế tôn ngày dậy là vô thường, mà sống trong hơi thở mà chờ đến đấy mấy tiếng đồng hồ nữa con chết là sao? Thì Đức Phật thấy hợp lý quá, đúng pháp của ngài rồi. Phật nó có chối được, cho nên là ngài phải nói, thì ngài nói là hãy để cho cái thấy là cái thấy, cái biết là cái biết. Thì cái lúc này ấy, là ông đang lên cao trào rồi, Đức Phật nhằm cái thời cơ mà ông lên cao trào, lúc ấy đang rất cần rồi. Thì ngài mới thuyết pháp, còn bây giờ mà chúng ta thấy là đang ngồi nghe nhạc hát sung sướng mà chạy vào thuyết pháp thì không ai nghe hết, thì lúc này ông đang muốn giải thoát và đang gặp đúng lúc mà Đức Phật ở đấy rồi, cho nên là đang lên cao trào và Đức Phật phải để cho lên. Thì hiện là cao trào giống như là cái vị mà sa di của ngài Xá Lợi Phất mà ngồi trên định mà gõ cửa đó, thì lúc đấy nó lên cao trào thì ngài mới nói, thì ngài chỉ cần nói một chút xíu rồi đụng vào đúng cái chỗ mà ngài cần á, thì là lập tức ngài đắc giải thoát thôi. Thì cái thấy là cái thấy, và cái biết là cái biết, cái nghe là cái nghe đó, thì nó dừng ở cái chỗ mà một phần, tức là nó có một phần thôi, tức là chúng ta không có tạo bất kỳ cái nhân thiện ác gì trong đó nữa. Tức là trước đây ấy, tức là ông nỗ lực tu hành đó, thì nó vẫn còn luẩn quẩn ở trong đây. Cho nên là chúng ta thấy là cái tầm quan trọng của một trong những cái quan trọng để chúng ta nhận ra cái vô nhân đó là chúng ta để cho cái thấy là cái thấy, cái biết là cái biết. Cái xu hướng của chúng ta cái này nó vẫn còn trong cuộc giới, thì là chúng ta thấy là để lát nữa chúng ta sẽ thấy là nó đến chỗ này là nó vô nhân, mà đến chỗ này nó sẽ có nhân, mà đến chỗ này nó sẽ thành nghiệp. Cái chúng ta muốn là chúng ta ngăn nó lại, đừng cho nó tạo ra cái đây. Tức là nó có hai hướng, ba hướng xảy ra. Tức là nếu mà cái nhân nó là ác thì chúng ta dừng, cái nhân mà thiện á mà chúng ta chưa đủ khả năng á thì chúng ta tiếp tục cho nó phát triển để làm cái foundation. Còn nếu mà chúng ta đủ rồi đó thì chúng ta cho nó vô nhân ngừng ở đây để cho nó không phát triển nữa. Thì cái thấy là cái thấy, cái biết là cái biết là đó, là chúng ta không muốn dính mắc vào cái gì hết trơn. Là thì chúng ta thấy là cái pháp nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta làm cho nó rối lên, không giống như là cái khổ cảnh và cái tâm bất thiện nó rất là ít, nhưng mà chúng ta làm cho nó xích là nhiều. Thì là chúng ta đi vào định nghĩa của cái tâm vô nhân. Như vậy tâm vô nhân là gì? Là cái tâm biết cảnh. Đã nói đến tâm, tức là tâm vương đó, là bất kỳ cái tâm nào cũng là tâm biết cảnh thôi. Cái tâm siêu thế cũng là tâm biết cảnh, nhưng mà nó là tâm biết cảnh niết bàn. Còn cái tâm mà vô nhân là tâm biết cảnh gì? Tại chỗ đấy cũng được, tức là không có thiện ác. Tức là nó bị ngừng ở cái chỗ mà chưa phân ra thiện và ác. Tức là không có bản chất xấu ác gì hết, và không có thiện ác, và không có cái nhân tương ứng gì đó. Không có nhân tương ứng ở đây là gì? Tức là thấy, để cái thấy là cái thấy, cái biết là biết đó. Thì nó không có tham, sân, và si, và cái gì nhá? Không tham, đúng rồi. Không thiện, không ác mà. Không tham, không sân, và không si. Đơn thuần tức là off the. Chúng ta chỉ quan sát thôi. Nếu mà chúng ta thấy là có thể vượt qua được cái đó, chúng ta chỉ quan sát và ngừng ở đó, là chúng ta làm được cái việc mà tôn giả Harari đã làm sau khi mà nghe Đức Phật nói. Nghe được chưa? Chúng ta sang phần 2 là phân loại. Tâm vô nhân của chúng ta cũng sẽ có ba, cũng có ba loại như đã vừa nói đó. Chúng ta 15 tâm quả vô nhân, nó gồm có 7 bất thiện và 8 quả thiện vô nhân.
Được rồi đúng không? Nào, chúng ta thấy là tâm vô nhân hôm nay có ba là bảy tâm quả bất thiện. Rồi tám tâm quả thiện vô nhân và ba tâm duy tác. Ở trong biểu đồ số 1 chúng ta thấy là một lần nữa chúng ta thấy là dù có tâm vô nhân đó thì anh thiện nó vẫn thủ thắng hơn anh ác, thì chỉ có anh bất thiện chỉ có 7 thôi. Trong này anh thiện có 8 và trong đây chúng ta thấy tâm tình hảo thì 24, tâm bất thiện có 12. Ngay trong cục giới thì chúng ta thấy là cái tâm xấu nó rất là ít, nhưng mà chúng ta lại làm cho nó nổi bật, đó là cái khéo léo của chúng ta. Rồi chúng ta thấy là cái người tốt rất là nhiều, giống như là chúng ta có đọc trên mạng, chúng ta thấy có cái câu chuyện đấy, xây cái bức tường đấy, xây bức tường có rất nhiều viên gạch vân vân, có một viên nó lệch thôi, chúng ta đọc cái bức tường ra, chúng ta thấy là tất nhiên đấy, thì cái toàn hảo thì đương nhiên là chúng ta cần cái toàn hảo, đó là chỉ cho Phật giải thoát thì chúng ta cần, nhưng mà chúng ta chưa làm được cái thì chúng ta Phật tức là giàu, như lần trước đã nói đấy, giàu khủng luôn. Chúng ta nghèo mà bày đặt, không có tiền mua gạch, không có tiền mua đồ vật, mà chúng ta đọc ra thì không còn cái gì để xây nữa. Thì chúng ta thấy là trong cái lúc này đó, dù nó có xấu một chút, nó còn lệch một chút, thì chúng ta cũng cần phải giữ lại để chúng ta tích vốn đã. Khi nào chúng ta đủ vốn thì lúc đấy chúng ta đọc ra, chúng ta xây mới. Còn bây giờ chúng ta đọc chúng ta ra là chúng ta không có gì chúng ta xây nữa. Là cái tâm bất thiện, là cái ác nó vẫn còn nguyên cho chúng ta. Chúng ta chưa có đủ vốn. Bây giờ chúng ta đi vào cái biểu đồ để chúng ta thấy rõ được. Cái biểu đồ là tiếp có... biểu đồ số 5 là 15 cái tâm quả vô nhân. Thì tạm thời chúng ta cứ biết để khi mà vào cuối bài thì chúng ta sẽ đi cụ thể từng cái tâm, một số cái mới này thì chúng ta chưa có, chắc có thể chúng ta biết rồi, thì chúng ta cũng có đọc qua, học qua rồi nhé. 15 cái tâm quả vô nhân ở đây nó chia làm hai, là quả bất thiện vô nhân là có 7, quả thiện vô nhân thì có 8. Thì 7 cái bất thiện vô nhân đó thì chúng ta thấy là có từ 5 cái thức. Năm thức này chúng ta chia làm hai, chúng ta có thuật ngữ gọi là ngũ song thức, thì chúng ta biết rồi đúng không? Ngũ song thức, tức là cái thức gồm hai cặp, năm, hai cái cặp năm thành 10, tức là nhãn lý tị thiệt thân, và nó chia làm hai, tức là năm cái thiện và năm cái ác, năm cái đối diện với lại cảnh thiện và năm cái đối với cảnh ác, và cộng lại thành 10. Thì cái năm cái thức này nó hướng tới cái cảnh mà nó không được như ý, tức là cảnh mà nó gọi là cảnh bất thiện đó, nhưng mà lúc này chúng ta chưa có phân biệt thiện ác, cho nên nó còn cảm thọ xả tất cả nhãn nhĩ tị thiệt. Là chúng ta thấy là chúng ta nhìn điều đó, nhãn nhĩ tị thiệt tức là chúng ta có thọ xả, nhưng mà riêng thân thì nó thọ khổ, còn ngược lại bên quả thiện ấy thì nhãn nhĩ tị thiệt nó cũng thọ xả, nhưng mà thân thức nó lại thọ lạc. Tại sao vậy? Từ nhãn nhĩ tị thiệt là luôn luôn đi với thọ xả trong cái tâm duy tác, trong cái tâm vô nhân. Riêng thân đó thì một là nó đi với lại khổ, hai là nó lạc. Thì quả tham bất thiện thì là khổ, còn quả thiện thì là tài. Thì cái đó là thân, mà tại sao cái này nó lại không vậy? Nó cũng gặp cảnh bất thiện mà tại sao nó vẫn là xả, nó không khổ? Bởi vì cái thân của chúng ta nó rất là nhạy bén,
đun cái là biết liền, ví dụ chạm tay nóng cái là giật ra liền. Nhưng mà cái mắt mà nhìn thấy cái vật nóng đó, chúng ta chưa chắc chúng ta thấy biết là nóng. Nếu mà chúng ta chưa hề gặp cái nóng đó, chúng ta nhìn chúng ta không biết là nóng, nhưng mà chúng ta đun vào cái chúng ta biết liền. Cho nên là cái thân nó rất nhẹ nhàng, nó chưa cần khởi lên bất kỳ là thiện hay bất thiện đó, nhưng mà nóng là rụt lại là chúng ta thấy là nó thoát khổ rồi. Nhưng mà đun vào cái gì mà mềm mại chúng ta thấy là chúng ta thích, còn nhìn vào chúng ta chưa chắc chúng ta biết là nó mềm mại không. Cho nên là mặc dù là vô nhân nhưng mà cái thân nó vẫn thoát khổ và thoát lại. Và tiếp theo nữa là chúng ta có hai cái tâm nữa là tâm tiếp thu. Hay là tâm tiếp thọ cũng được. Và tâm quan sát. Chia sẻ ra từng chút 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 một hàng hơn, nhưng mà chúng ta thấy là nó đi nhanh lắm. Thì tâm tiếp thu và tâm quan sát chúng ta ngũ song thức thì như vừa nãy đã nói rồi, trang số 28, mục số 24 nó giải thích rất là rõ ràng rồi. Rồi tiếp thọ tâm ở số 25 này. Tiếp thọ tâm là khoảnh khắc lúc tiếp nhận và thọ lãnh một đối tượng trần cảnh. Tức là chúng ta nhìn thấy cái gì đó, chúng ta tiếp nhận nó. Rồi lát nữa khi mà vào cuối bài thì chúng ta sẽ có một cái lộ trình để chúng ta nhận biết sẽ rõ hơn. Ở đây tạm thời chúng ta biết là cái tâm tiếp thọ là cái lúc mà chúng ta tiếp nhận và thọ lãnh cái đối tượng trần cảnh. Rồi cái tâm mà quan sát thì nó là tâm lúc đấy chúng ta đang dò xét quan sát đối tượng. Tâm quan sát đó còn gọi là tâm suy đạt. Đó là mấy cái tâm này thì chúng ta cũng biết rồi đúng không? Thì đại khái tiếp thọ tức là chúng ta tiếp nhận, rồi tâm quan sát là chúng ta suy tư, chúng ta phân tích xem xét nó như thế nào. Thì trong cái phần mà tâm bất thiện đó thì tâm tiếp thu với tâm tiếp thu với tâm quan sát này nó có thọ xả, tức là dù nhãn ý thiệt tâm thất chúng ta đụng vào nhưng mà lúc đấy nó chưa khởi lên thiện bất thiện, nó chỉ có việc là nó chưa khởi lên bất kỳ gì hết, cho nên là tâm nó còn bình, nó chưa biết là khổ hay là nó chưa đến cái mức đó. Nhưng mà bên quả thiện đó thì tâm tiếp thu nó đi với thọ xả, nhưng mà tâm quan sát đó thì nó có thể là xả hoặc là hỉ. Nhờ hai cái đó nó thành ra là tám, bên kia là ngũ thức. Rồi còn cái tâm tiếp thu, còn tâm quan sát thì có một là bảy. Rồi bên thiện ấy thì cũng năm thức. Rồi tâm tiếp thu một, tâm quan sát nó có hai, là thành tám. Tại sao tâm quan sát đây nó có thể có được vừa hỉ và vừa xả? Bên bất thiện á thì nó chưa đến mức thiện ác, cho nên khi mà nó đụng đến cái không hay đó thì nó cũng chưa có phản ứng gì hết, thì nó mới tạm thời có thọ xả thôi. Còn tâm quan sát á, tức là chúng ta đang suy xét rồi đó, thì nó có xả hoặc là nó có hỉ. Là bởi vì ví dụ như mà cái mà chúng ta quan sát xem xét một cái vật gì đó chúng ta thấy nó bình ấy, thì nó còn có là cái tâm xả. Nhưng mà cái mà chúng ta thấy nó vui nhộn hay cái gì đó là chúng ta cảm thấy nó lâng lâng thế chứ, thì lúc đấy là nó có thêm một cái tâm, tức là lúc này là rất vui, cái cảnh cực vui ấy, thì nó sẽ có mặc dù chưa có thiện ác nhưng mà nó thấy kích thích được. Còn xả tức là cái cảnh nó bình bình thôi, nó chưa có thiên ác, chưa có gì hết. Như vậy bây giờ có một cái câu hỏi đặt ra là cái lúc này cái thức của chúng ta, năm thức với lại tâm tiếp thọ, tâm quan sát đó, là nó tiếp xúc với cảnh rồi mà nó chưa có thiên ác, thì tại sao mà nó có phân biệt ra được là vui hay là không vui? Chẳng hạn như đây chúng ta thấy là rất vui, hoặc là chúng ta thấy là bình thường, hoặc là lúc đấy ý thức của chúng ta chưa làm việc và cũng chưa có thiện ác rõ ràng. Dạ. Chưa có thức
không, tức là mình có năm thức ấy, à đúng rồi, tức là mình bây giờ hiện tại là mình đang có mới có năm thức này thôi, tức là nó mới đang mới đến cái mức độ là nó tức là gặp cái cảnh, cái cảnh xuất hiện là bắt đầu chúng ta mới tiếp nhận nó, chúng ta mới nhìn thấy cái cảnh và chúng ta quan sát cái đó là cái gì thôi. Thì nó chưa có sinh ra, để cuối bài chúng ta sẽ thấy nó chưa có sinh ra là thiện ác. Mà tại sao nó sinh ra cái thức là vui cái không vui gì? Này, cái này không biết để tiếp quá khứ. Thì chúng ta thấy là ví dụ như thế này, mình đưa ra một cái ví dụ, tức là trẻ con mà nó thích vui nhộn này, thích màu sắc đó, thì ví dụ mà nó nhìn phóng ra xa mà thấy cái cảnh mà nhiều màu sắc, cảnh đẹp á, thì tự nhiên là nó đã thấy thích rồi. Lúc đó là, tức là mặc dù ấy là nó chưa có sinh ra bất kỳ một cái nắm bắt nào rõ ràng cái cảnh đấy, là ví dụ chẳng hạn như là nó thích là cái cảnh bong bóng bảy giờ đi, bong bóng màu xanh đỏ sáng các thứ đi, nó thích cái cảnh đó thật nhiều bong bóng. Ví dụ nhìn ra xa nó thấy cái màu sắc nó cũng xanh đỏ như vậy, nhưng mà nó không biết là bong bóng. Thì lúc đấy nó chưa sinh ra cái tâm, tức là chưa có cái tâm phân đoán, nó chưa đoán được là bong bóng, rồi nó chưa có tạo thành nghiệp là thiện hay ác. Nhưng mà lúc đấy cái thức nó đã khởi lên thích hay không thích rồi, nhưng mà nhìn thấy cái cảnh màu sắc là đúng với lại cái cảnh mà nó muốn thì nó sinh ra thích hoặc không thích rồi. Nhưng mà thưa thầy, nó có xúc thì phải có cái thức ở trong, nó chưa đến cái mức đó, tức là bây giờ mình bây giờ mình biết cái này luôn đây để cho nó dễ. Cái xúc là nó đã có tổ hợp ba rồi thưa thầy. Dạ từ đương nhiên là nó xúc rồi, nhưng mà cái quá trình tâm của chúng ta nó đi rất là nhanh nên là chúng ta thấy là nó có liền, nhưng mà để biết cái này ra là chúng ta sẽ thấy là nó chưa đến cái đó. Lúc này là những cái thức nó mới bị tác động thôi. Chúng ta có 17 đúng không? Để đi cái này trước là chúng ta mới thấy không có con to một cái to không? Không đủ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi chúng ta có 2, 3, 4. Nhà cái này là tiềm thức, hình như cái này chính là cuối bài, chúng ta đi cái này trước luôn đi, ở trang số 27 đó. Cái này nó chính là tiến trình tâm, này là tiềm thức. Thì chúng ta có quá khứ này, rung động này, rồi ngưng lại. Rồi cái này là thủ môn cảm động. Chúng ta nhìn sang cái biểu đồ số 1 ở trong sách cũng có, hoặc là hình như cái biểu đồ này chúng ta luôn. À, cái biểu đồ ngang nào cũng có đấy. Là trang 31 hoặc là trang 31 hoặc là cái mà đưa cho chúng ta đấy. Này cũng có đó, biểu đồ 6 đó. Thì chúng ta thấy là tâm khán của môn này, là tâm tiếp thu. Thầy đánh số vô trong mấy cái đó. Ờ, là tiếp to thầy đánh số đấy mà quên. Tâm tiếp thu, à xin nói chuyện ngũ môn khán tâm rồi đến ngũ song thức. Dạ số 6 là tâm tiếp thu. Rồi suy đạt tâm. Số 8 phân đoán tâm, phân đoán là xác định luôn được. Và đến đây mới tạo được này,
này là Yavana. Cái này là nghiệp này. Yeah, khác hay là cái gì đó. Đây. Rồi cái này là đồng sở viên tâm. Đồng sở viên tâm. Dạ. Yeah. Em sách như là đăng ký tâm. Đăng ký cũng được. Nó còn một tên nữa chúng ta biết là cái gì không? Hai tên nữa luôn. Tâm thập đi. Và chúng ta nói một cách nôm na nữa là tâm mót. Thế là nó mót lại của anh này. Để bây giờ đưa ra một cái ví dụ trước để chúng ta dễ hiểu này. Tạm thời cái xóa này đi lấy không gian này. Để lấy một cái ví dụ này để chúng ta thấy cái tiến trình tâm cho dễ hiểu. Và chúng ta thấy là cái việc thiện ác thích thì không thích, cái thức tức là cái thức nó có nhưng mà nó chưa sinh ra cái nghiệp thiện nghiệp ác ở đây. Chúng ta thích cái cảnh mà có màu sắc đó là chúng ta đã tạo nghiệp rồi, nghiệp thích. Còn là có người không thích thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta ghét là nó đã thành ra nghiệp rồi. Còn cái lúc mà chúng ta mới lúc đó là chúng ta mới đến cái tâm tiếp thu và chúng ta còn chưa xác định nữa, cho nên là chúng ta chưa có cái thức của cái thiện ác đó, nhưng mà có cái sự tiếp xúc rồi. Thế là cái quá trình tâm đi quá nhanh và chúng ta không kịp thấy để chúng ta thấy. Sở dĩ mà chúng ta học vi diệu pháp này chúng ta thấy là để thấy rằng là cái này ba căn này đó chính là cái tâm quả, nó là cái kết quả. Và kết quả là chúng ta thấy được cái hình ảnh bong bóng lập lòe màu sắc đó nhưng mà nó chưa tạo thành nghiệp. Thì bây giờ lấy một cái ví dụ này để chúng ta thấy là cái mức độ tạo nghiệp như thế này. Mình thích khám nghiệm chờ sông này. Mình có cây sông luôn. Đấy, có chờ luôn. Mình thích nằm khám nghiệm chờ sông. Đó. Nằm bắt chân dưới mũ đi. Chúng ta nằm gốc cây, chúng ta chờ sông nó rơi xuống. Sung chín ngon, chờ sung rơi xuống, chờ mãi đó thì chưa chịu rơi, rồi có cái một số cái làn gió hiu hiu tới, rồi chúng ta tiếp đi, chúng ta ngủ, thì chúng ta đang vào cái này, nó là cái tiềm thức, nên là chúng ta ngủ nhưng mà chúng ta vẫn có sự sống ở trong đó, vậy là cái tâm tâm Bhavanga chúng ta có là bây giờ là chúng ta đang hiu hiu ngủ này. Rồi cái bắt đầu vào cái thứ nhất này là bây giờ có tiếng sung lông đi, sung lông và bắt đầu chúng ta mới nghe cái âm thanh luôn. Sao? Chưa, cái này gặp hám miệng nó còn sao lắm. Rung rung nó nghe tiếng. Thì chúng ta thấy là chúng ta hám miệng ra nhưng mà nó đến cái lúc mà hám miệng nó trải qua một quá trình rất là dài. Nhưng mà chúng ta thấy là chỉ trong một cái sắc ra là chúng ta thấy là chúng ta hám miệng là chúng ta làm cái sung rồi. Nhưng mà cái tiếng nó dài lắm mà chúng ta không học mà chúng ta không thấy được. Bởi vì chúng ta học ấy, chúng ta mới có cái thể cắt nó ở đây được, rồi cắt ở thế nào, chúng ta muốn cắt thì chúng ta cắt. Thì lúc đó chúng ta mới có cái khả năng là chúng ta muốn là lúng ngài và Adali hay không, hay là chúng ta muốn ăn hay là chúng ta muốn như thế nào, thì nó ở cái chỗ này. Nghe tiếng rồi, rồi từ sau nữa. Đúng rồi, chúng ta ngưng cái dòng tiềm thức lại và chúng ta phải lấy. Bắt đầu là cái chỗ này, tất cả chỗ này là cái tâm Mahavanga này, là trong cái tiềm thức. Bắt đầu ngưng lại là bắt đầu chúng ta từ cái chỗ này là chúng ta bắt đầu phải đồng tính toán cân đo đồng đếm này. Rồi bây giờ thức dậy xong rồi đến tâm kháng ngũ môn là 4. Thức dậy thì khi mà chúng ta hiu hiu ngủ chúng ta thấy sung lông, tức là trong tiềm thức là chúng ta muốn ăn sung sung, hám miệng chúng ta chờ sẵn mà không may nó ngủ mất. Bây giờ trong cái tiềm thức là chúng ta luôn luôn là
là có cái xung ở trong đầu rồi, chúng ta nghe tiếng cái là chúng ta phải bật dậy đã, bật dậy xong rồi bắt đầu chưa nghe tiếng thì chúng ta thấy là trong kháng ngũ môn nó mới xảy ra kháng ngũ môn. Mà kháng ngũ môn ở đây cụ thể là gì? Một kháng hoạt động thôi, tai mắt hoặc tai, chúng ta chỉ có một lựa chọn này, bởi vì cái lúc này cái tâm nó xảy ra có một sát na thôi, một sát na không thể vừa tai vừa mắt được. Tai đó thì tâm kháng ngũ môn đây cụ thể chính là nhãn căn kháng ngũ môn bắt đầu đến thức, thức là bắt đầu cái gì, ngũ thông thức ở đây là cái gì, chưa tiền ác nói đây kìa, nhập ở đây mà. Mà chúng ta thấy là chúng ta vừa đấy nói ai nói là thiện ác xảy ra liền rồi thức xảy ra liền, nhưng mà chưa, nó còn xa lắm, nhưng mà chúng ta không thấy được. À, bây giờ tâm kháng ngũ môn kháng tâm hoặc là hướng tâm, thế là chúng ta hướng cái mắt chúng ta đến cái âm thanh đó, chúng ta xác định, ví dụ chúng ta có âm thanh nó đùng một cái chúng ta nghe, chúng ta biết là đằng sau chúng ta quay lại thì chúng ta không hướng lại đằng trước, là cái mắt chúng ta sẽ quay lại đây mà cái thức của chúng ta nó sẽ hướng về đó, hướng về để nó phân biệt xem là cái đấy là cái gì, có thể xung hay không. Thì cái này cái thức nó đã cái nhãn thức, cực nhãn vẫn chưa có nghiệp gì xảy ra hết, vẫn bình thường, là chúng ta mới hướng cái nhãn thức của chúng ta về đó để chúng ta phân biệt xem có đúng là xung không, hay là nếu nào mà chơi xấu mà ném cái gì vô. Chúng ta thấy là thiện ác vẫn chưa có xảy ra đây được, bởi vì chúng ta chưa biết là xung hay thằng hai đứa nào nó chơi xấu. Nếu mà đứa nào chơi xấu thì cái tâm tốt nó không có xảy ra. Nếu mà xung mà rung thì lúc đấy là chúng ta thấy là chúng ta khoái trí rồi. Sáu là tâm tiếp thu là gì? Biết rồi, chúng ta nhìn là chúng ta biết xung rung rồi. Tiếp thu, thu là chúng ta thu lượng, thu hoạch á. Không, chưa. cái tâm của mình là vậy, cái tâm của mình muốn làm liền, cho nên là chúng ta không phân biệt được thiện ác là bởi vì chúng ta muốn làm liền tay. Nhưng mà chúng ta thấy là để mà một cái vị thánh mà làm liền tay nó khó, cho nên là cái người mà cẩn thận là cái chỗ đó, người cẩn thận là chúng ta phải tính toán xong, đưa cân đo cân đong đếm xem nó như thế nào, cái nặng hay cái nhẹ chúng ta mới làm, mà chúng ta không có đủ khả năng trong 17 cái sát na này. Nó quá nhanh, chúng ta không có đủ khả năng đó, chúng ta chưa có ăn được, chúng ta mới lượm lên đã. Không lượm lên sao ăn? Phải lượm nhất á. Tiếp thu rồi chúng ta thu vào, lượm lên đã. Là sao? Chúng ta lượm rồi, đến phải là cái gì? Suy đà. Phải là suy đà. Phải lượm cái trái sung lên là chúng ta phải ngắm nghía xem cái sung này có sâu không, chín chưa, rồi ăn có chát hay không, nó đủ chín thì nó mới ngọt, chứ không nó chát xè cái miệng ra xem xét cái sung đó. Chúng ta thấy là đến đây chúng ta mới cái tâm tiếp thu là chúng ta mới có xem xét thôi, chúng ta chưa tạo ra được cái gì, chúng ta còn chưa biết nó là cái gì thôi, là có khả năng ăn được hay không, cho nên là cái đứa bé là nhìn cái màu sắc đấy, đến cái tâm tiếp thu nó chưa có cái gì hết, nó chưa có nhận ra là cụ thể cái đấy có phải bong bóng hay không, nó chỉ là màu sắc, nó thấy vui nhộn thôi, nó làm cho người ta vui nhộn lên, giống như là chúng ta nói thì hơi tệ chút, chúng ta nghe thấy nhạc vũ trường là chúng ta cần cần dần dần chút. Chưa biết là cái nhạc gì nữa, chưa biết là cái bài đó là em 16 năm cuộc đời cái gì nữa thì
cái nhà mà 60 năm cuộc đời chúng ta nghe cái nhạc bolero thì chúng ta thấy nó bình thường thôi, nhưng mà nghe nhạc vũ trường là bình à, xem xét xong này thì chắc hay nghe nhạc rồi. À, chúng ta đến cái gì rồi? Cái này chúng ta biết sụp rồi, xác định xem là có ăn được không. À, chúng ta thấy là ví dụ nhưng mà chúng ta không muốn tàn nghiệp đó. Anh nhìn từ đây. Mà thậm chí chúng ta có thể nếu mà có nhiều cách lắm, chúng ta mở mạnh nữa chúng ta ngăn ở đây, nên là có nhiều trạng hoặc là chúng ta ngăn tăng ngay tại đây luôn cũng có nhá. Nếu mà ngăn tại đây mà chúng ta không có đủ khả năng ấy thì điều gì sẽ xảy ra? À, chúng ta sẽ ngủ ngoài không dậy, cứ tìm thức ngoài thôi. À, chúng ta không có gì hết, à, xác định nhá. À, bắt đầu đến đây chúng ta mới ăn cái trái sung đó, thấy là ok ăn được rồi, thì bắt đầu chúng ta ăn được, bắt đầu chúng ta tăng dần đấy. Rồi còn cái đồng sở duyên tâm là sao? Sao thế thèm nữa? Thèm nữa cũng chưa hẳn. Đồng sở duyên nó cũng gần đúng ấy. Đồng sở duyên tức là nó cùng một cái duyên đấy, xem như vậy. Không phải nhiễm. Nó cũng có tâm nhất trong đấy, nhưng mà cái này nó chưa đến mức cái nhiễm vậy. Tức là đồng sở duyên đấy, vừa nãy gọi là cái tâm gì đấy? Tâm mót. Mót tức là ăn thấy nó ngon, nó dính dính ra cái ăn tiếp. Ăn cho nó tròn ra, nó lánh đủ nhiều thôi. Không để cho nó sót đi một chút nào hết, thì đó là 17 cái tâm của chúng ta. Một cái diễn tiến mà nó tạo nghiệp thì nó có rất nhiều trạng. Chúng ta thấy là có thể có những người ấy là ngưng tại đây, có ở cái biểu đồ đưa cho ấy thì như có thiếu cái thứ tức là lộ ngũ môn ấy, chúng ta thấy là nếu mà đầy đủ 16 cái này ấy, nó gọi là cảnh rất lớn. Rất lớn tức là nó đầy đủ hết mọi thứ xảy ra. Không những tăng nghiệp rồi, nó còn có cái side effect của nó nữa. Side effect tức là chúng ta mót mót thêm cái nghiệp nữa, cái nghiệp đấy nó chưa đủ nặng, chúng ta làm thêm chút nữa. Tha đi cho nó vừa, này chúng ta khỏe mà lực sĩ mà. 19 cho tới 15 là mình không làm gì hết, là không tạo nghiệp. 9 đến 15. Tức là cái nghiệp nó chưa có bùng phát lên. Tức là thiện và ác nó chưa có, còn cái này tức là nói như vậy thì cũng không hoàn toàn, bởi vì chúng ta thấy là ở đây chúng ta thấy là cái này á, nó được gọi là tâm chánh ngũ môn, nó gọi là tâm ly giác. Cái này là đến đây nè, cái này là tâm quả. Đúng rồi, cái này cũng là duy tác. Cái này là làm nghiệp rồi. Cái này cũng là tâm quả. Nè, và chúng ta thấy là ngay đây nó đã có, nhưng mà đây đó, cái này nó đã thuộc quá khứ rồi. Rồi đến đây, những cái này xảy ra là nó đã có quá khứ của nó. Và đến đây ấy, chúng ta thấy là 17 cái tâm này, nếu mà hết một cái quá trình đi thẳng hạn, đây ấy, là nó đi vào cái tiềm thức, nó đã thành quá khứ rồi. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy như vậy đấy, đó quá khứ này, hiện tại này, vị lai này, nó chỉ trong một nháy mắt thôi. Mà Đức Phật nói là cái gì tâm, tức là mạng sống của chúng ta trong vòng một hơi thở là nó còn quá đáng. Mạng sống của chúng ta nó chỉ có dài lắm á, tức là cảnh rất lớn là có bị mảnh sát na là chúng ta đã chết rồi. Nói tại sao mà Đức Phật nói là mạng sống trong hơi thở? Ngài biết rõ cái này là tại sao nó hơi thở, vì hơi thở nó quá dài đi. Chúng ta hít một hơi thở là nó đi qua mũi đến đầu ạ? Mũi để đến xuống cái cổ, xuống cái phổi, rồi xuống tới đan điền, đâu nữa? Còn xuống cái bụng nữa. Nếu mà chúng ta hít sâu rồi xuống cái bụng, mà chúng ta học trong tứ niệm xứ rồi, còn nữa? Xuống cái lòng. Xuống cái bụng của chúng ta thấy là có cái gì?
cảm giác toàn thân. Chúng ta thở với một người chúng ta thấy là cái hơi thở còn đang tỏa người khắp người chúng ta là các lỗ chân lông nó đều thở hết, nó bài tiết ra mồ hôi nó cũng là thở, cho nên là chúng ta thấy là nó thở khắp mọi nơi mà hơi thở nằm trong một hơi thở chúng ta thấy nó đi quá trời như vậy là không biết bao nhiêu cái sát na xảy ra. Và chúng ta thấy một giây của chúng ta là có tới 25 con thậm chí hơn 25.000 tỷ cái sát na. Và đây chúng ta thấy là 17 sát na chúng ta đã chết rồi. Thì cái quá khứ hiện tại vị lai là nó rất là tương đối và cái ngã của chúng ta nó không có khó. Chúng ta thấy rất rõ điều đó. Thì chúng ta thấy là đến đây là cái 8 là xác định rồi, bắt đầu chúng ta từ từ cái này chúng ta gọi là tạm thời chúng ta ra ngõ thôi. Chứ còn sau còn nhiều lắm. Thì đến đây là cái tâm mót thì tạm thời chúng ta biết là cái lộ trình tâm của chúng ta ít nhất nó xảy ra trong 17 sát na. Nếu mà chúng ta tu tốt đó, thì chúng ta không cho cái này xảy ra hoặc không cho cái kia xảy ra. Cái này mà hết cái này tức là cảnh chân lớn, còn ngăn từ đến đây chúng ta gọi là cảnh lớn, còn đến đây là nhẹ đó, chúng ta. Cho nên vừa nãy nói là chưa tạo nghiệp cũng không đúng, đến đây mới tạo nghiệp cũng không đúng. Chúng ta đây cũng có nghiệp nhưng mà nó nhẹ đó. Mới cứ bắt đầu. Dạ đúng rồi, nó mới chấm mùi mà chúng ta mà không có làm người lực sĩ ngăn lại chúng ta nhào xuống liền. Nhào xuống một cái rất là nhanh chóng, cho nên ở đây nó cũng có, nhưng mà nó rất là nhẹ. Thì đàn thời chúng ta biết cái tiến trình tâm như vậy. Rồi còn cái tiếu sinh tâm tương tâm duy tác chắc hết rồi. Rồi chúng ta để người sau chúng ta đi tiếp này. Dạ sao ạ? Chúng ta chỉ biết có 17 thôi mà chia ra như vậy, nhưng mà thấy nó hào thế là nhanh, nó tới lắm. Thì nó trên thực tế sao là đúng rồi, nó quá lẹ. Chúng ta thấy là một sát na tức là một cái nháy mắt của chúng ta, một cái gì đúng rồi, mà nó chúng ta thấy một sát một nhưng mà không sao, nó rắc rối nhưng mà nó theo một cái trình tự thì chúng ta còn xử lý được. Rồi chúng ta hồi hướng này. Ví dụ mà tại cái nhiệm vụ thầy nói là hết giờ đủ giờ rồi, cho nên là đấy, ai mà có câu hỏi thì cứ dòng tay sang lên, thầy nhìn thấy thầy chưa nói hết thì thầy sẽ nói hết xong thầy gọi để chúng ta có thể clear được. Nhưng có là cái nhiệm vụ là cứ nói thôi, nó là giống cái máy ấy, lên bật lên là nói. Vậy lần sau nói chậm chậm thì nhanh quá đúng không? Nhanh. Cái này nó hơi lắc rối, lần sau nói chậm lại trước, rồi chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tâm cả Phật.